Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một món ăn nữa, đó là hôm nay mình sẽ làm mứt kẹo chuối nha. Thường thì những ngày Tết thì chúng ta thường hay ngào, những người ba mẹ hồi xưa mình nó hay ngào còn làm kẹo chuối. Thì bây giờ mình sẽ làm ha, ngào chuối nha. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng là chuối tươi nha. Hồi xưa thì ba mẹ mình sử dụng chuối khô, thì bây giờ mình có nhiều, bây giờ có nhiều cách làm lắm, mình sẽ sử dụng chuối tươi nha. Là ở đây là khoảng 1 kg chuối tươi, thì mình sẽ sử dụng là khoảng là 4 g đường. Nếu các bạn nào sử dụng chuối khô á, 1 kg chuối khô á, thì chúng ta sẽ sử dụng 1 kg đường. Còn bây giờ đường cát, đường gì cũng được á, các bạn sử dụng đường cát, đường tán, đường thùng gì cũng được hết, tùy theo các bạn. Đường phèn cũng được nữa. Thì sẽ sử dụng là 4 g đường. Thì ngoài chuối ngào ra thì mình sử dụng đây là khoảng là nửa gam mè. Các bạn rang mè thì các bạn để tươi cũng được, mà các bạn rang lên thì cho nó thơm ha. Khóm, dừa, các bạn mua dừa, các bạn nói là dừa hơi cứng cại á, thì nó cháo thì nó rất là mềm, mà khi mà để vô chuối thì rất là ngon nha. Giờ đây dừa mình đã sẵn mình mua nè. Đây có dừa nhà, thì ở đây thì mẹ mình nói thường thì mẹ nói là dừa gám á, dừa hơi cứng cại là cái này nó làm rất là mềm, rất là ngon các bạn, mà nó béo nữa. Chúng ta đừng mua dừa khô nha, dừa cứng cại quá thì nó làm không ngon. Rừng, chanh, ở đây thì mình sẽ sử dụng đậu phộng nha. Ở đây mình sử dụng khoảng 3 g đậu phộng, các bạn sử dụng đậu phộng càng nhiều thì nó càng ngon nha. Và mè cũng vậy nữa, các bạn sử dụng là đậu phộng mè nhiều thì nó càng béo, nó càng giòn càng ngon. Thì đậu phộng ở đây mình mua, các bạn nên mua về cho các bạn rang nha, là cho nó giòn. Nếu mà mua ở ngoài á, thì đậu phộng mình nó mềm lắm mà nó hôi dầu nữa. Các bạn mua đậu phộng sống về rang, bỏ ít muối vô, chúng ta rang không bao giờ khét nha. Các bạn dắt lửa, bật lửa nhỏ nha, lửa nhỏ rang từ từ, rang khoảng 15 phút thì cái đậu phộng của mình nó sẽ giòn và nó ngon, nó không có cháy áp đảo nha. Thì ở đây thì đậu phộng của mình mua về mình rang xong, ở đây khoảng là 3 g đậu phộng ha. Sau đó thì các bạn, ở đây thì các bạn sử dụng bao mủ, hoặc là các bạn có thể tự cắt bao mủ cũng được ha. Khi mà cắt bao mủ chúng ta gói kẹo lại á. Ngoài ra thì các bạn sử dụng một ít dầu ha, dầu ăn á, hoặc là các bạn sử dụng dầu dừa cũng được, và một miếng mủ to như thế này, như một miếng mủ to bằng cái mâm vậy, chúng ta sẽ cho nó xuống và chúng ta đậy lại nha. Thì kẹo chuối này các bạn để khi nào gói cũng được, mà phải có mủ đậy lại để thôi cái nó dơ bụi đồ á, thằng lằn đồ nó dơ đó. Thì ở đây trước tiên thì chuối mình sẽ đập ra ha. Đây mình sẽ sử dụng chuối mình đập dập ra, các bạn đập ra, đập càng dập như là làm chúng ta làm bánh chuối vậy. Chuối này chuối sim đen nè các bạn, cái chuối sim đen nó rất là ngọt nha các bạn, hộp ở trong nó rất là ngọt và nó ngon lắm nha các bạn. Nếu các bạn nào mua được cái chuối sim đen của mình á thì càng ngon ha. Còn đây là chuối sim đen của mình ở nhà có sẵn rồi. Các bạn đập ở đây, mình đập càng và càng dập ha, càng mềm ra thì nó càng ngon nha. Các bạn lựa chuối nào chuối mùi chúng ta ngào càng tốt ha. Đối với chuối sống chúng ta thường hay ngào chuối sống ha, chuối khô, nhưng mà giờ thì ngào chuối sống thì nó sẽ nhanh hơn ha. Chuối khô thì chúng ta ngào hơi lâu nha. Còn chuối sống thì chúng ta cũng ngào cũng rất là khoảng 1 tiếng. Mình nghĩ là nếu các bạn nào có thời gian, chúng ta sẽ ngào chuối ăn nó ngon hơn. Khoảng 1 tiếng hồi đó các bạn, chúng ta bắt lửa nhỏ nha. Nếu các bạn nào có bếp củi thì lại càng ngon ha. Chúng ta chỉ chụm ban đầu thì chúng ta chụm lửa to lên cho nó ấy, đến khi gần chín rồi sệt sệt lại thì chúng ta sẽ tay lửa nhỏ thì nó sẽ ngon hơn. Các bạn làm như thế, tiếp tục như thế cho đến hết chuối luôn nha. Rồi sau khi mình đập chuối xong xuôi rồi mình sẽ cắt ha, dừa ra. Bạn cắt dừa ra chúng ta để riêng bên nha. Chúng ta sẽ để dừa sau cũng được, hoặc là để vô chung một lượt cũng được ha.
Khi mà cắt dày mỏng gì cũng được nha. Dừa này thì nó còn rất là mềm nên các bạn có thể để sao vô, để sao cũng được ha. Các bạn cắt đến hết trứng dừa luôn nha. Ở dưới gừng này thì một ít thì mình sẽ sắc mỏng ha, sắc mỏng như thế này mình bỏ vô, và một ít thì mình sẽ sắc sợi luôn nha. Mình sẽ chia củ gừng này ra, đây mình sẽ sắc mỏng. Thì hơn nữa mình sẽ để một hồi bỏ chung với dừa, và một nữa thì mình sẽ bỏ vô trong cái nai chảo luôn nha, bỏ chung với chuối luôn. Còn khóm này thì các bạn sẽ dạt mỏng ra, các bạn có thể bầm nhỏ ra cũng được ha, để cho nó mau khóm mình á, mau dạt nhuyễn ra như này rồi bầm nhỏ lại. Rồi chúng ta bỏ vô chuối luôn. À, đối với ở đây thì 1 kg chuối xiêm như thế này thì các bạn sử dụng cho mình một trái khóm ha, nhỏ lớn tùy ý nha, khóm nhiều thì nó thơm thơm. À, dừa các bạn cũng sử dụng cho mình một trái dừa ha. À, nếu các bạn nào thích ăn béo chúng ta sẽ cho một trái dừa vào, nó béo, nó rất là béo, khi mà cắn thở miếng dừa nó béo lắm. Đối với chanh này thì chúng ta sẽ dắt với nước nha. Chanh này thì bỏ vô á, khi bỏ vô thì đường nó không bị lợi đường nha các bạn. Bạn sử dụng làm mứt thì chúng ta sẽ sử dụng chanh này để chúng ta bỏ vô thì khi ngào mứt nó không có bị lợi đường. Đây thì mình sẽ cho đường vào dùng ngào nha. Và các bạn ngào khi nào mà lấy thì chúng ta sẽ cho đường vào cũng được ha, cho nó tan nước ra chúng ta cho đường vào. Đây mình sẽ bắt lên mình ngào nhé. Các bạn cho vào đường trước hoặc sau cũng được, cái nào cũng được hết ha. Và mình nói là khi mà chuối sôi lên á, mình cho đường vào cho nó thấm đường. Còn nếu mà các bạn cho bây giờ cũng được ha, hoặc là đợi sôi lên thì chúng ta cho đường vào cũng được. Đây sau khi mà thì mình sẽ cho khoảng là 4 gram đường vào nha. Ba đến 4 gram ha, nào ăn ngọt thì chúng ta sẽ cho. Sau khi cho đường vào thì ở đây mình cũng sẽ cho nước hành, nước chanh, chanh và nước hành vào. Dừa thì mình cho sao cũng được ha. Dừa khi nào mà đợi nó khóm thì tan hết rồi chúng ta cho dừa vào sao cũng được, chúng ta ngào. Ban đầu các bạn bắt lửa lớn cũng được nha, lúc sau thì các bạn thấy sôi lên thì chúng ta sẽ bắt ngào từ từ ha, bắt lửa nhiều dừa và từ từ nhỏ lại nhỏ lại nhỏ lại. Trong khi bắt lửa lớn như thế này thì các bạn cũng phải rải à, chúng ta sẽ điều tay nha, khuấy điều tay để khi mà lửa lớn quá thì nó khét nha. Đây thì các bạn cũng khuấy điều tay lên. À, sau khi mình ở đây mình ngào khoảng đến 10 phút rồi mới hỗn hợp mình ra đèn. Ở đây thì mình sẽ cho khóm mình giờ nó cũng gần tan rồi đó,
Rồi bây giờ thì các bạn có thể cho dừa vào luôn cũng được, chúng ta xào luôn, hoặc là một chút xíu nữa chúng ta sẽ cho dừa vào, khoảng 5 phút nữa chúng ta cho dừa vào cũng được ha. Dừa mềm quá thì chúng ta sẽ cho sao ha. Nếu các bạn nào có dừa cứng, chúng ta không có dừa mà loại mà hơi cứng nạo một chút á, thì chúng ta sẽ cho sao. Còn nhiều dừa cứng chạy thì chúng ta sẽ cho dừa trước nha. Các bạn muốn giữ cái độ béo của dừa thì chúng ta sẽ cho vào sau. Mình nhào khoảng 15 phút rồi nha. Thì cái chuối mình ra dày mình sẽ cho dừa vào luôn. Trong khi giờ đợi thì ở đây thì các bạn sẽ đây thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái mâm nha. Cái mâm ở đây thì các bạn sử dụng một miếng mủ, các bạn có thể để gót miếng mủ lên trên đây đổ mình cho ra cái miếng chuối, hoặc là các bạn có thể là ở đây cái mâm mình để vô cái mâm đây mà chúng ta sẽ tha dầu ha, tha dầu lên bề mặt của miếng mủ nha. Bạn ra cái mâm thì các bạn sẽ tha. Còn nếu các bạn nào cái ở đây các bạn nào mà thích cái bánh tráng ha, chúng ta thường thì Tết thì hay mua, thấy chúng ta có bánh tráng trỏng ăn giòn giòn thì các bạn sẽ mua cái loại bánh tráng, nghĩa là bánh tráng đa thì nó sẽ giòn hơn. Bạn sẽ nướng xong chúng ta sẽ xếp lên đây và chúng ta sẽ cho cái khi mà kẹo chuối ngào tới rồi đó thì chúng ta sẽ cho bánh lên và để lên kẹo chuối lên. Đây thì mình sẽ cho ha, cho dầu ra bôi đều cái mâm nha. Sau khi mà hơn một tiếng đồng hồ mình đã làm ra như thế này đó các bạn, cái chuối của mình bây giờ nó như thế này thì giờ ở đây thì mình sẽ làm tiếp luôn ha. Mình nghĩ là khoảng nửa tiếng nữa là chuối của mình nó được rồi đó. Và như đây là sản phẩm mà mình khi mình nhào á, mình đã cho ra tuy rằng nó không có màu vàng như những màu đen hay là như chuối khô, nhưng mà nó có màu vàng các bạn, nó có màu vàng. Như nếu như mà các bạn sắc chuối á, chúng ta sẽ dùng cái màu cái bọc mà bao thực phẩm á, chúng ta vừa quấn quanh con dao và chúng ta sẽ cắt như thế này thì cái chuối của mình nó không có bị dính dao và nó cũng không có bị gời ra ha.